Dạ, kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Kênh Tùng Nguyễn Miền Tây xin hỏi Hiền Huynh Chính Lang về Tam Bửu Kinh, Kinh Khí Thần mà Đức Chí Tôn đến trong cơ đại ân xá của Tam Kỳ Phổ Độ kỳ này cho tinh khí hiệp chế thần đặng mà đắc đạo như thế nào? Xin anh Chính vui lòng giải đáp qua. Chỉnh hết cho mình kinh lại. Xin phép tất cả cho phép được ngồi. Có gì thì chỉ sót xin mời lại cho. Thưa đệ Tùng Nguyễn, miền Tây có hỏi thì Hiền Huynh Chính Lang Tây Ninh có trả lời. Trước khi trả lời thì cũng là nhân dịp xuân đến, ngày nay là ngày 28 tháng chạp của âm lịch, cũng năm cũ bước qua năm mới, thì cũng có gì hơn xin cầu chúc cho tất cả gia quyến thân tộc nội ngoại được an cư thịnh vượng và ăn Tết vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Nam mô Cầu Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cầu Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cầu Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẵn dịp đây cũng là cho biết luôn, tại sao trước khi nói đạo phải niệm danh thầy? Vì thầy đến với Tam Kỳ Phổ Độ, thầy dạy rằng trước khi các con nói đạo, các con phải nhớ đến danh thầy đó vậy. Cho nên niệm danh thầy là vậy. Kính thưa cộng đồng mạng cùng toàn thể các đấng thiên mạng và quý thính giả trên toàn cầu, tôi xin nghiêng đầu kính cẩn. Kính thưa cùng toàn thể con cái của Đức Kitô Tôn và Đức Phật Mẫu, nam nữ trên toàn cầu tôn kính. Kính thưa các chư hiền huynh, hiền đệ, hiền tỷ và hiền muội trong nước và ngoài nước thân thương. Trước khi đi vào pháp môn và phương pháp thực hành của tâm pháp thì tôi xin nêu lên hai bài mà Đức Chí Tôn đã truyền dạy trong thánh ngôn và cộng với một bài giáo lý của Tiết Pháp Trương Văn Tràng để cho chúng ta đối chiếu hư thực. Thánh Ngôn Hoằng Tiễn quyển thứ nhất trang 13 cộng trang 14 có đoạn: chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ thánh tượng con mắt mà thờ thầy. Trong thầy nói sơ lược cho các con hiểu chút đỉnh. Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Thần là khiêm khuyết của cơ mầu nhiệm, từ ngày đạo bị bế lập Tam Kỳ Phổ Độ này, di thầy cho thần hiệp tinh khí đặng hiệp đủ tam bổ là cơ siêu phàm nhập thánh. Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt thầy cho chư đạo hữu nghe. Phẩm vị thần thánh tiên Phật từ ngày bị bế đạo
thì lực lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi. Xong thiên đình mỗi phen đánh tản thần, không cho hiệp cùng sinh khí. Thầy đến đặng quần nguyên chân thần, cho các con đắc đạo. Con hiểu thần cư tại nhãn, bố trí cho chư đạo hữu các con hiểu rõ. Nguồn cội tiên thật yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên mỗi khoen nói đạo, hằng nhớ đến danh thầy. Ngọc Hoàng thượng, tượng đế viết câu đài, tiên ông đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giáo đạo Nam Phương. Chư môn đệ, chư ái nữ, đại hỷ, đại hỷ. Ngọc Đồ Sư khả tu truyền pháp thiết đạo, kẻ nào trai giới đặng 10 ngày đổ lên, thọ bụ pháp đặng. Chư môn đệ phải trai giới. Tại vì sao? Chấm hỏi. Chẳng thể phải thầy còn buộc theo cụ lực. Xong, lực ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành tiên Phật đặng. Thầy cắt nghĩa, mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai sắc thân. Một phàm gọi là chữ gì tay gì con không biết, thông cảm. Còn một thiên liêng gọi là, mà cái thiên liêng do nơi cái sắc phàm mà ra, nên gọi nó là bán hữu hình. Vì nó có thể thấy đặng mà cũng không có thể thấy đặng. Cái xác vô hình quyền diệu thiên liên ấy do nơi cái tinh khí thần mà luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không khí, khi nơi xác phàm xuất ra thì thấy hình ảnh của xác phàm như khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có tinh khí không có thần thì không thế nhập mà hằng sống đặng. Còn có thần không có sinh khí thì khó quần đệ nhị sát thân. Ba món báo ấy phải hiệp mới đặng. Nó vẫn là chất, tức hiệp dưới không khí tiên thiên. Mà trong không khí tiên thiên thì hằng có điển quang. Cái chân thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ nhàng hơn không khí, ra khỏi ngoài càng khôn đặng. Nó phải có bổn nguyên chí thánh, chí tiên, chí Phật mới xuất tiên, thánh, Phật đặng. Phải có một thân phàm tinh thiết mới xuất chân thần tinh thiết. Nếu như các con còn ăn mặn luyện đạo, rủi có ấn chứng, thì làm sao mà giải tán cho đặng? Chấm hỏi. Như rủi bị quờn, thì đến khi đắc đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp đẻn. Thì chưa ra khỏi lằn không khí, đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như nếu bước khôn thì ẩn núp tại trần gian, tại thế này mà làm bậc nhân tiên thì kiếp đọa trần còn chưa mãn. Vì vậy thầy buộc các con phải trường trai mới luyện đạo. Thánh giáo của Đức Thế Pháp Trương Văn Tràng, trang 16.
Quần nguyên tam bổ. Tam bổ là tinh khí thần. Ba món báo này nếu kẻ học đầy đủ phước đức, gặp chân sư truyền dạy và cứ theo chân truyền ấy thực hành đúng mức thì sẽ quần nguyên tam bổ, thành một đệ nhị sắc thân, mang danh là chân thần. Trước khi nói đến phương pháp tu học, chúng tôi xin lược bàn sự cấu tạo nhân hình để minh sát tam bổ. Chu Hấu Am là một danh nho đời nhà Tống Trung Hoa, sinh vào khoảng 1130-1200, nói rằng trong khoảng trời đất có lý, có khí, lý là đạo, thuộc hình nhi thượng, là gốc sanh vạn vật. Khí là khí cụ thuộc hình nhi hạ, là đồ để sanh vật, bởi thế người giới vật. Xa ra ắt có bẩm cái lý ấy, rồi sau mới có tánh. Có bẩm khí ấy rồi mới có hình. Thiên địa chi gian, hữu lý chi khí, lý giả giả, hình nhi thượng, chi đạo giả, sanh vật chi bản giả, khí giả giả, hình nhi hạ, chi khí giả, sanh vật chi cụ giả, thị dĩ nhân vật chi sanh tất bẩm. Ý hậu nhiên, hữu tánh, bất bẩm chi khí, thiên hậu hữu hình, nho giáo Trần Trọng Kim. Theo lẽ ấy mà chi, tánh người là lý của trời đất, lý ấy ở cõi vô cực thì không tên, vô danh. Nhưng khi tác động đến vũ trụ thì gọi lý thiên nhiên, hay lý thái cực. Còn khi tác động đến người thì gọi là mạng trời. Thiên lý tánh bản nhiên, hai đạo sách Trung Dung nói rằng thiên mạng chi dị tánh, sức tánh chi dị đạo. Nghĩa là mạng trời gọi là tánh, tương theo tánh gọi là đạo. Vậy chúng ta nên nhớ rằng mạng trời, thiên lý, tánh, hai đạo tuy nhiều danh từ nhưng tụ trung có một mà thôi. Thân thể người ta ngoài sự do hình hóa của cha mẹ còn một phần tinh anh nữa gọi là khí chất của vũ trụ cấu thành. Ấy vậy nên châu thân gồm có ba phần chánh là nhục thân, khí phách và thần hồn. Đạo giáo gọi đó là tam bổ, kể như vậy. Một tinh là phần tinh hoa của nhục thân để nhất sát thân. Hai khí là thứ hơi phách lưu hành trong nhục thân để nhị sắc thân. Ba thần là giác tánh của nhục thân để tam sắc thân. Tóm lại, thân thể người ta gồm đủ mọi lẽ quyền diệu của trời đất và mọi khí chất của vũ trụ, thái cực, âm dương, ngũ hành khí cấu thành. Cho nên sách Nho nói rằng nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí giả. Nghĩa là người ta là cái đức của trời đất, chỗ giao hợp của âm dương, tụ hợp của quỷ thần và khí tinh anh của ngũ hành. Vậy đủ rõ trong số vạn vật duy nhân loại là đứng đầu. Vì lẽ ấy nên người ta có thể thành đạo.
Trong một đời tu, nếu người ta thành tâm thiện chí học tập về phương pháp Huần Nguyên Tam Bổ là tâm học, pháp môn này phải do Đức Ký Tôn hoặc một vị tiên, vị Phật truyền dạy mới nên được. Vì thế trước khi thực hành tâm pháp, kẻ học đạo phải tu tâm, dưỡng tánh, công duyên quả mãn, nghĩa là công quả nội, công quả ngoại đầy đủ và tánh bản nhiên có thể cảm ứng với Thái Cực Thánh Hoàng. Hai tiên Phật đã lãnh hội tâm pháp ấy là mới được. Lẽ như vậy nên lúc học này dành cho một số ít người đại trí và có đầy đủ phước đức mà thôi. Và bây giờ chúng ta đi vào tâm pháp, và tôi cũng nên nhắc lại, ở clip đầu Đức Thế Tôn dạy kỳ này thầy chuyển đạo vô vi, đạo hư vô và sư hư vô, nghĩa là thầy không giao chánh pháp cho thầy phàm, mà chính mình thầy đến dùng quyền diệu cơ bút để truyền tâm pháp, chứ không có mượn sắc phàm thể ở hữu vi. Chuẩn bị cho nền văn minh tu sĩ đông tây trước học, qua hà đồ địa dịch, qua chuyển vận của càn khôn, từ sự nên hình quản trị càn khôn để sanh hóa vạn linh và hỗn hợp càn khôn biến tướng để quay về nguyên thủy, hẳn nhiên phải có công thức giáo án để thực thi cuộc canh tân nhân thế. Chân lý đạo pháp qua nền văn minh thánh giáo đã được phơi bày trước dòng cung nghinh phong đài của tòa thánh Tây Ninh và Tịnh Tâm Điện hai hiệp thiên đài, để từ đó trí thức hai khoa học mới hiểu rằng trước khi về nguyên thủy hai nguồn gốc thì cũng phải hiểu rằng đạo gốc bởi lòng thành tính hiệp. Kinh Vô Tự phẩm thứ 6, nhân tâm phù nhân thần háo thanh nhi tâm diễu chi, nghĩa là đã là tâm người ưa thanh mà tâm còn rối loạn, nguyên thủy thiên tôn giải rằng nhân thần háo thanh ấy là một khí âm, một khí dương mà làm thành chữ nhân. Chữ nhân đặng một thành chữ đại, tách rời ngoài dòng trời đất thành chữ phu. Chữ phu dòng qua thành chữ phù. Chữ người là chỗ khí trời giáng xuống, khí đất bay lên, khí âm dương ngưng kết lại mà làm người. Bổn tánh do cha mẹ kết lại mà làm nguyên thần, chịu thiên mạng mà làm nhất thần. Còn nguyên thần thì không hay, không biết mà làm chủ tạo hóa. Còn thức thần thì rất hiển, rất linh, nên biến chuyển không ngừng. Thần ấy là chủ chữ nhân của thân mình vậy. Thức thần nguyên nơi khí vô cực mà ra, cho nên đạo tiên gọi là thiết hướng, đạo thích gọi là kim cang, đạo nho gọi là hỗn linh, chẳng sanh chẳng dứt, chẳng thêm chẳng bớt.
nhưng ở trong con người thì gọi là hồn, ra khỏi thân người gọi là quỷ. Nếu tu hành thì thành tiên, thành Phật, còn làm dữ thì biến thành cầm thú. Giả lại nguyên thần chỉ có thân của con người mới được sống, nhưng nó lại ở trung ương khí vô cực làm chủ thể quá sanh. 10 tháng thay đủ cũng như trái chín rụng xuống, y như một cây cân rũ xuống đất sổ ra và thành tiếng. Mà nguyên thần theo khí vô cực chạy xuống nhục đoan quan tâm, còn thức thần ấy thì theo hơi thở cũng như theo khí của vũ trụ tới đầu thai cùng nguyên thần để hiệp lại và cùng ở nơi tâm. Từ đấy đến sau lấy tâm làm chủ. Mà nếu nguyên thần mất ngôi thức thần thì không còn cầm quyền thất tình lục dục. Như vậy ngày đêm sẽ hao tán địa, thủy, hỏa, phong, tức tứ đại phân trì. Thương thai thức thần làm chân tánh của thân mình. Nếu nó bỏ ra khỏi thân mình thì nó có sống 100 tuổi đi nữa cũng như giấc kim bao, mà phải chịu theo luật tuần hoàn mà luân hồi. Nói về chữ ưa tức là ham, thì chữ thanh tức là trong sạch và tịnh và tịnh. Vậy nguyên thần vốn ưa thanh tịnh mà không nại gì thức thần ở trong tâm người ưa động. Mà nếu động thường hay rối loạn, nguyên thần sẽ không được thanh tịnh. Nếu không hao kém lần mòn, mà hao kém lần mòn thì trăm bệnh đều phát. Vậy tính mạng là trọng, thức thần, nguyên thần phải phân biệt. Nhân tâm, đạo tâm phải rõ chân giả, thần giả thần phải hiểu. Lấy nhân tâm mà tưởng đạo tâm, lấy thức thần tưởng nguyên thần. Cho nên đối với Phật, chữ tâm là ba chấm nhi tinh tưởng, uốn câu tợ nguyệt, mà là mang long, vì đó khởi thành Phật mà ra. Lữ Tổ có làm bài thơ: thân người khó đặng lắm thai, nhưng lấy thân người kiến đạo hai. Thân này chẳng ở kiếp này độ, còn ở kiếp mô độ thân này. Quỳnh lão tiên trưởng suốt cả đạo tâm họ Khổng Thơ, từ đây thanh tịnh mở tinh đồ. Chân kinh chân pháp đều nói đạo, thiên lý thiên ngôn ở đạo nho. Hán võ uổng tầm nguồn đạo thuốc, tần dương khôn tưởng giảng nam mô. Kinh này tay nắm xưng thu dẫn, riêng có càng khôn chứa ngọc lồ. Trong bài kinh tiên giáo có câu: sản tất duyên phương sốc chi bối. Thì sản tất là sông xuôi, duyên phương là vuông tròn hay càng khôn, sốc là phương bắc, chi bối là sau lưng. Thế nên tam giáo trong nhân sinh phải hiểu rằng chỉ có một gì. Nho giáo nói đến toàn tâm, Thích giáo nói đến minh tâm, Lão giáo nói đến tu tâm. Vì thế chữ tâm là chủ yếu. Nhân sinh thường nói xá lợi tử, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Phật giáo
Dí Xá Lợi Tử là một linh bủ kim đơn khó có trên đời. Thực ra Nho giáo gọi là Củ Khúc Minh Châu, Ngọc Xá Lợi. Thích giáo gọi Mâu Ni Bủ Châu, lão giáo gọi Liếp Mễ Quyền Châu, tiên gọi Ti Chẳng Đồng, tên gọi Ti Chẳng Đồng nhưng thật ra chỉ có một. Vì vậy phương tu luyện đạo phải nhớ nhân tâm giữ đạo tâm, địa giới bất nhất các ư nhất phương, nghĩa là nhân tâm tùng đạo tâm, không phải ở cùng một chỗ. Từ những điểm đó, người học đạo luyện kỹ phải dứt nhân tâm hờn giận ghét ganh. Câu 14 Kinh Nhập Hội: phàm tâm đã gạn lọc thì đạo tâm mới phát khởi. Nên tuy tam giáo khác nhau ở sự dẫn tường, chứ thật ra chỉ có một hướng đi duy nhất. Phật giáo thì khử niệm di tiên, tức là bỏ cái vọng niệm, tà niệm thì không còn gì bận lòng. Nho giáo hướng khử dục di tiên, tức diệt hẳn sự ham muốn ở lòng thì mọi sự đều đạt. Lão giáo dạy quan không di tiên, tức là trong người đều không thì mọi sự đều tốt đẹp. Vậy tuy sự hướng dẫn của các tôn giáo tuy khác nhau về từ ngữ nhưng cùng một nghĩa thanh tịnh trí. Từ những điều đó, vật hữu khinh trọng, đức hữu hậu bạc, đạo hữu thiểu thâm, pháp hữu quyền thuyệt, cơ hữu đại tiểu, ấy là vật có nặng có nhẹ, tức đức có dài có mỏng, đạo có cạn có sâu, không đồng nhau. Vì có người học cao hiểu rộng, hiểu thấu chân lý thì giải nghĩa sâu sắc, còn học lôm nhiêm thì không dẫn tường người khác nghe thấu tường được. Từ những điều đó, khai kinh là giảng luận, nếu sai một tí thì đưa cả thế giới hai vạn linh đến chỗ tận diệt. Pháp hữu quyền thiệt, quyền là quyền giả, nhất thời mờ mờ ảo ảo, nhất thời chi dụng, cho nên quyền biến tùy nghi, chỉ để áp dụng trong một lúc. Còn thiệt thì chân thật, không có dùng quyền. Nên cơ hữu đại tiểu, tức máy có máy lớn máy nhỏ, chẳng phải cái nào bằng cái nào, cũng như các hành tinh, hai địa cầu, mỗi hệ mỗi khác nhau, không có hành tinh nào, hai địa cầu nào giống nhau cả. Cũng như sự giảng huấn hai giải lý của mỗi tôn giáo đều khác nhau, và còn tùy ở trình độ nhân sinh. Để hướng dẫn nên phương tu luyện đạo phải tùy trí phàm từ người mà hướng dẫn, để tạo nên nhập tâm. Nên học giả hảo, bất học giả hảo, tức có học cũng tốt, không học cũng tốt. Tuy vậy học như hòa như đạo, bất học như cảo như thảo, tức là học như lúa như nếp, còn không học như cỏ như rác. Đương nhiên trung ngôn nghịch nhĩ, tức là lời nói ngay thì ít ai nghe. Từ những điều đó, phương tu luyện khai kinh kệ là điều để hoàn hảo ở chính mình, là pháp luân thường chuyển, tức kinh sách
có nhiều thực thi đúng theo cơ chuyển hóa của âm dương. Ở các giờ lý đạo đã giải tường qua 2 giờ Tý Ngọ thì sẽ thấy có sự thay đổi ở chính bản thân vì tinh khí thần tức tam bổ của sắc thân đã có sẵn ở trong mỗi con người, nên có tu, có luyện, có học, có hành thì đều đạt kết quả. Tinh, tinh là phần của nhục thể hay sắc thân. Tuy cái vẻ bề ngoài của thể xác không có gì, nhưng chính thực bồi dưỡng hai bốn phân là điều cần phải suy luận. Ăn thứ gì để được bồi dưỡng cơ thể và không nặng mùi thú tính. Nên trên con đường học đạo ở tôn giáo, hai kiến thức nhân tố luôn luôn hướng dẫn rõ ràng để cách mạng tâm thân cho hoàn hảo. Vì ở thân xác qua dẫn tường của tôn giáo Cao Đài về phần triết lý đạo học luận, đó là đệ nhất sát thân. Khí, khí cũng là hơi thở, cũng là phách, luôn luôn lưu hành trong nhục thân để tạo ra hài hòa cho đệ nhất sát thân được đầy đủ, nhưng điều ít lợi trong tế bào của cơ thể. Và hẳn nhiên khí chất thiếu thì nhân thế rã rời. Khí đó qua lý luận của đạo học thì là đệ nhị sát thân. Thần, thần là giác tánh của nhục thân, do đó thần khí biểu lộ tạo nên uy dũng của con người. Thần là tư tưởng, là đức hạnh khiêm cung. Với lý đạo thì thần là đệ tam sắc thần. Thế nên con người gồm đủ lý lẽ quyền di của vũ trụ, quang hai trái đất và mọi khí chất, nên sự hội tụ của vũ trụ thái cực âm dương ngũ hành để cấu thành hình thể. Cho nên mỗi tôn giáo đều có hai thuyết giảng khác nhau. Nho giáo nói thân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí giả, nghĩa là con người là cái đức của trời đất, là chỗ giao hợp của âm dương, tụ hợp của quỷ thần và khí anh của ngũ hành. Dạy đủ rõ thông vạn vật, duy nhân loại là đứng đầu. Vì lẽ ấy nên con người dễ tu thành đạo. Tuy rằng cả một cuộc đời tu, nhưng nhất thiết nếu biết thành tâm và thiện chí học tập để tu thân, hẳn nhiên thể chất và tinh thần hai tánh chất cũng được biến đổi. Điều đáng nhớ là học đạo thực thi tâm pháp để hoàn nguyên thì chính bản thân học đạo phải dạn dình bản thể, đó là xa lánh tủ sắc, chấm dứt dị đoan, tín ngưỡng tuyệt đối nơi Đức Kitô. Phật học có dạy dùng sắc hương mà tìm Như Lai là tà đạo. Trái lại nhược kiến chư tướng phi tướng thức kiến Như Lai, đó là nếu lấy các tướng mà chẳng phải tướng, đó là thấy Như Lai tánh. Khi còn tại thế, Đức Thích Ca thuyết đạo dạy chư môn đệ rằng: các ngươi phải tự mình đốt đuốc mà đi, chứ đừng tin ai cả. Người đừng tin điều gì mà chính thân các ngươi chưa nhận rõ ràng, đó là chân lý. Cho nên tinh thần và đạo đức
là điều rất quan trọng. Về đức tin là thế, còn việc dưỡng tánh cũng phải hiểu cho tường. Một, dưỡng tinh. Muốn dưỡng tánh phải hàm dưỡng tinh qua cho được đầy đủ trong châu thân con người. Tinh là phần tinh hoa của nhục thân, là nhựa sống của dạng thể. Ở thợ mộc, tinh là sức mạnh để đâm chồi nảy nhánh, trổ lá đơm hoa. Ở súc vật, tinh là sức mạnh để tăng trưởng sinh sản. Ở con người, ngoài công năng sinh sản, tinh còn là chất lỏng hay chất nhờn để tạo công năng hóa khí, để làm dưỡng sức khỏe và sự thông minh sáng suốt. Vì thế dưỡng tinh là điều tất yếu. Lão Tử dạy: vô lao nhữ tình, vô giao nhữ tình. Tức là không nên làm hao tổn, cho nên dao động tinh thần. Hoặc nói rằng muốn dưỡng tinh phải tuyệt dục, nhưng phương pháp tuyệt dục cốt yếu là ngăn ngừa dâm niệm trong tư tưởng. Bởi vì dâm căn không phải bắt nguồn từ thân thể mà khởi động ở tư tưởng. Vì thế kẻ học tâm pháp quần hư, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần quần hư là sự phải trị trí. Nên ý chí sắt đá, sức kiên nhẫn và sự chịu đựng là hành trà hành trang của người hành đạo. Thích Ca Như Lai có giáng cơ dạy: cho hai đạo cả chẳng nhiều lời, một trận thần thông thấu đất trời, liếc mắt xem qua cơ tạo hóa, một câu thuận nghịch để muôn đời. Ấy là câu một. Kẻ phàm giả phải tỉnh khẩu, tỉnh thân, tỉnh ý, tức đạo cả. Câu hai: hễ đại định thì tâm thận tương giao, hoặc nói rõ là thủy quả ký tế, là chấn động cả âm dương khí, tức đất trời. Câu ba: lúc bây giờ phải xem chừng cơ tạo hóa để tìm hiểu thủ trung. Vì tinh có phát triển đúng lúc đúng mức thì mới hóa khí được. Câu bốn: tinh sanh thì phải điều hành cho nó nghịch chuyển về nê quận cung để bổ não. Trái lại, nếu để tinh thuận hành ra ngoài thận thì tinh sẽ biến thành chất nước để hoàn thành nhân hình thai nhi. Cho nên một câu thuận nghịch để muôn đời. Vì vậy, muốn tinh hoàn hảo để hội nhập nê quần cung thì trong 24 tiết, nếu giữ 4 thời thì tốt, còn không thì lấy tí ngọ để tạo nên điển lực thần quang, hầu đánh tan tà niệm. Do đó việc cúng nước của tôn giáo Câu Đài tuy đơn giản, nhưng đó là bí pháp để luyện đạo qua sự dẫn tường, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần quần hư. Hẳn nhiên tức bài niệm kinh lên để làm cho người đọc động não mà mở cái trí giác của chính mình và tìm hiểu sâu về cái du di của trí tuệ. Vì tư tưởng đã được an tịnh hay thông thái, như sự quỳ hay ngồi trong vấn đề tứ thời nhật tụng cũng có ý nghĩa như sự gắn liền qua tâm thân. Sự tiếp nhập của âm dương qua sự quỳ hay ngồi đều có sự cách biệt rõ ràng. Do đó người tu thân hành đạo phải hiểu để thực hành đạo được như ý. Hai, nuôi khí trong thân thể con người. Nhục thân có thanh, có trược, có thần và có
bất thần. Vì thế kẻ học đạo phải hàm dưỡng và lựa lọc cho rõ. Ở khí hậu nhiên, nó có trí và trí hai tánh của con người vốn có một, như tùy sử dụng mà gọi. Nếu dùng về mắt tiêu cực thì để hoàn dưỡng, còn về mặt tích cực thì để điều khí. Thế nên tánh là trí, chẳng phải hay là một. Chữ khí đối với vũ trụ quan, khí là cái vận dụng của nguyên lý để tạo lập trời đất quả sanh muôn loài. Khí lưu hành khắp vũ trụ, và hễ khí ngưng thì sanh hình vật, dạng vật và đến lượt đó trót sanh trưởng rồi, mỗi vật đều có xúc tích khí nơi mình, và khí ấy luôn luôn lưu hành trong cơ thể dạng vật. Hẳn nhiên muôn loài nhờ ở khí mà sinh tồn vậy. Vì vậy khí giả chí đại chí cường, dĩ trực dưỡng nhi vô hại, bất tắc thiên địa chi gian. Có nghĩa là cái mà gọi là khí đó rất lớn, rất mạnh. Nếu đừng làm tổn hại thì khí có đầy trong khoảng không gian trời đất. Thế nên diệu hữu bắt nguồn từ vũ trụ vào trong thân thể con người. Lúc mới lọt lòng mẹ cả luôn luôn khóc, và lúc thai vừa tượng thì đã có một phần thái cực ở ngoạn môn. Khi sinh ra thì đã có lục phủ ngũ tạng sẵn rồi, và hậu nhiên khí do nê quần cung chuyển luân xuống tại tâm từ khiếu huyền quang. Từ đó mới óc não phân phát qua dây thần kinh mà chuyển dẫn trong thân thể. Pháp luân thiền chuyển, hoặc là gọi là chuyển luân xa, từ nơi tim theo mạch chuyển trong ngũ tạng, và từ gốc huyền quang để giữ tồn sanh của tạng phủ. Bắt đầu từ khiếu huyền quang vận chuyển ra ngoài, biến thành thần lực của con người. Khí ấy hấp thụ điển lực từ mặt nhật đưa vào tùy, và đem ra ban hành châu lưu khắp phách. Vía ấy là diệu hữu của trời xuyên qua vận chuyển lên người mà thành ra hậu thiên. Hậu nhiên khí của trời theo kim đơn là pháp môn của chân tánh. Khí thuộc dương, nhưng điện lực của người chưa học đạo là khí hậu thiên thuộc âm. Diệu hữu là một khí điện quang sinh thiết, vì nó rung động vô cùng tận. Ba, tham thiền nhập định. Đó là sự ngộ tỉnh hay yên lặng để thông công hai tánh hoặc tâm hồn đi vào cõi hư vô. Hai, hư vô thì người ngồi phải có tâm pháp quần hư thì mới hòa nhập vào hư vô chi khí. Nên thanh tịnh là cái rất trọng yếu. Thanh là sao? Tịnh là sao? Chấm hỏi. Thanh là sự tinh thiết trong sạch ở thể xác, như ăn hoa quả rau củ để không nặng mùi tục lỵ. Vì nếu ăn thịt cá thì cơ thể phải ảnh hưởng về trược, và con người không được hoàn hảo. Tịnh là tồn tâm hay tư tưởng không bị quấy rối với cảnh sống của đời. Dù văn chương, trang cảnh hay mọi cảnh khác mà thiếu nét đạo, vậy trí và khí cũng như hồn và phách, mà hồn là dương, phách là âm, ở giữa làm môi giới cho hồn và xác. Phách liên kết thành thể, cùng như khí liên kết thân và tâm.
thành thân thể có sống, mạng sống. Cho nên Nho giáo dạy phụ chí chi khí xí giả, khí thể chi xung giả, phù chí chí yên, chí thứ yên, cố giết, trì kỳ chí nhi, vô bạo kỳ khí. Nghĩa là chí là tướng suối của khí, khí thể thì tràn ngập thân người, chí đến thì khí sẽ theo đó. Bởi thế nên học đạo phải nên giữ gìn chí lớn và cũng đừng làm hao tổn khí. Đại ý, chí là tướng sói, khí là ba quân, mà tướng sói ở đâu thì ba quân ở đó. Nên phép dưỡng khí phải giữ gìn chí kiên cố để khí không hòa tan. Từ những điều đó, người học đạo phải lập chí vững vàng để khí không tổn hại. Không tổn hại vì chí và khí liên đới với nhau. Cho nên có câu rằng thi tập nghĩa sở sanh, phi nghĩa tập nhi thủ chi. Đó là cứ thông thả làm theo đạo pháp rồi khí sanh, chứ đừng dùng sức mạnh chụp lấy. Nên nhớ có người thông minh việc gì cũng hiểu, ấy là khí thanh. Nhưng đến việc làm thì dị tức diện, gì cũng đúng lý, ấy bởi khí không thần. Có người cẩn hậu trung tính bởi khí thần, nên đến sự biết thì dĩ tất việc gì cũng đạt được, ấy bởi khí thông thanh. Thanh trượt thần và bất thần là bởi thiên mạng giả định. Nhưng người học đạo có chí lớn, dụng nhân lực biến tánh chất làm cho khí tánh trở nên thuần lý, thiên lý, ấy là công phu của sự dưỡng tánh. Thế nên tất hữu sự yên nhi dẫn kiến, tâm động vật vật tư tưởng giả, đó là có sự đến tức triệu chứng sanh khí, hay là khí sanh. Nhưng chẳng khá dùng sức mạnh mà đều lấy nó, tâm chẳng khá động mà cũng đừng lưu ý. Nên phép dưỡng sinh cũng như trồng quả màu vậy, cứ tự nhiên làm lành lánh dữ, ung dung tịnh dưỡng tâm tánh thì khí sẽ theo đó mà sanh, chứ đừng dục động mà loạn thần. Tự những điều đó nuôi khí sẽ đem lại cho người học đạo khí thể tràn ngập châu thân và thân tâm ổn định. Từ đó trong người cái nhân điện sẽ thuần hóa và khí hậu thiên đồng hóa cùng khí tiên thiên của trời đất, thì kẻ học đạo sẽ hiệp nhất cùng vũ trụ. Do đó nên phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, đó là giàu sang không dâm, nghèo hèn không đổi. 4. Hiệp thần. Kỳ này Đức Thế Tôn đến cho con cái của Ngài hiệp thần, đặc tạo là ngay chỗ này. Hiệp thần, thần là năng lực trí giác trong châu thân. Khi con người nhập thể thì nhục thân lôi cuốn, thần để lụy phàm trần, phóng túng vật chất, rồi thì đó năng lực trí giác bất biệt tốt xấu, hơn kém, thiện ác. Nhân đó làm cho con người ham muốn vật chất, thỏa mãn nhục thân, đó là mối đại loạn, làm
phá hoại chân tâm, chân trí. Nhưng nếu tâm tịnh, khí đã thanh, ngừng đồng hóa với hư vô, mở hoạt đạo, thì tinh khí thần có thể hiệp một mà thành đệ nhị sắc thân, mang danh là chân thần. Mà đạo Câu Đài Chí Tôn đã dạy, tinh khí thần hoàn nguyên là cơ siêu phàm nhập thánh. Từ ngày đạo bị bế, lực tu hỡi còn nguyên, sự luyện pháp chẳng đổi. Xong thiên đình bổi phen đánh tản thần, không cho hiệp với tinh khí. Vì cuộc sống xã hội đổi thay, con người nặng mùi xa hoa vật chất, nên khó mà đạt được cái thanh tịnh ở trong lòng. Do đó cái thần hay tư tưởng còn bị dao động, thì làm sao đạt được cái thần vị ở chính mình. Chí Tôn dạy, nay thầy là Chí Tôn đã hoàn nguyên chân thần cho các con đắc đạo. Con đã hiểu thần cư tại nhãn, con nên bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rõ nguồn cội tiên Phật do ý niệm là tại đó. Thần cư tại nhãn tức chân thần hội tụ ở mắt để nhìn ngó, và từ đó nảy sanh tà lý. Nhưng nhãn thị chủ tâm, do đó sự tham lam ham muốn bắt nguồn từ lòng người hay từ tâm mà ra. Nhãn quan hữu hình là mắt, nhãn quan vô hình là tâm. Từ đó người học đạo phải hiểu chân thần là gì để hội tụ hai quần hư. Chân thần thuộc về khí chất bao bọc thân thể các con, trung tâm của nó là óc, của sản xuất của nó là mỏ ác. Tôn giáo gọi đó là di hộ. Với tôn giáo Cao Đài qua thánh giáo đã dạy, nơi di hộ là nơi Đức Pháp luôn luôn ngự và gìn giữ cái cửa để giúp người có đạo tâm tu tịnh, và cũng từ đó sẽ giúp cho tinh hiệp dưới khí và đưa khí đến dưới thần. Từ đó tinh khí thần hiệp một, hai siêu phàm nhập thánh đó vậy. Thì tới đây tôi xin kết thúc vào cái tâm pháp chân truyền, để Đức Thế Tôn đến truyền dạy cho con cái của Đức Thế Tôn toàn cầu, không phải riêng biệt cho một nước, để mà hiệp tâm bổ, để mà giải thoát đắc đạo ở cho kịp kỳ thi đại hội Long Hoa đó vậy. Thì trước khi dứt lời thì tôi xin thật cảm ơn tất cả các huynh đệ trên toàn cầu, có điều chi sơ sót xin miễn lễ cho. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, em cảm ơn anh Chính rất nhiều ạ. Dạ, kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước. Hẹn cô chú ở clip sau ạ.